Thưa quý vị, chương trình truyền hình ngày thứ hai 10 tháng 3 trên kênh 7. Mời quý vị và các em theo dõi những tiết mục sau. 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Ý, luật sư bào chữa tập 5. 6 giờ phim hoạt hình phim bồ. 6 giờ 30 phút chào ngày mới. 7 giờ chuyên đề âm nhạc, giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. 7 giờ 20 phút trò chuyện cuối tuần. 8 giờ 5 phút di sản thế giới. 8 giờ 20 phút du lịch vòng quanh thế giới Dublin. 8 giờ 50 phút cuộc sống quanh ta, ngày hội tư vấn tuyển sinh 2008. 9 giờ 10 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam Nhà Chật. 10 giờ 20 phút phim tài liệu Trường Sơn Một Đời Người. 10 giờ 50 phút bác sĩ gia đình. 11 giờ 10 phút kiến thức tiêu dùng, dịch vụ internet trên hệ thống mạng cáp. 12 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc Hàn Quốc khách sạn 5 sao tập 3 và 4. 13 giờ 45 phút văn hóa ẩm thực món Huế ở Sài Gòn. 14 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc chuyên án đặc biệt tập 1. 14 giờ 50 phút phim truyện Việt Nam phía trước là bầu trời tập 13. 16 giờ câu lạc bộ thể thao. 16 giờ 40 phút nhịp sống thể thao. 17 giờ chiếu phim phim truyện Singapore phụ nữ thời hiện đại tập 16 và 17. 18 giờ bản tin kinh tế. 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo. 19 giờ phim truyện Việt Nam khu vườn bí ẩn. 19 giờ 30 phút thắp sáng niềm tin. 19 giờ 50 phút tin thế giới. 20 giờ quả táo đỏ. 20 giờ 20 phút chinh phục đỉnh Everest. 20 giờ 30 phút truyền hình trực tiếp album vàng. 22 giờ tin trong nước. 22 giờ 15 phút câu chuyện các ngôi sao. 22 giờ 30 phút ca nhạc xuân nhiệm màu. 23 giờ 15 phút du lịch và cuộc sống. 23 giờ 40 phút vấn đề thể thao trong tuần. Tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao.